Tina kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, Tina xin được hân hạnh chia sẻ cùng quý vị và các bạn cách làm bánh bột lọc trần nhân tôm. Loại bánh này mình gói không cần lá chuối, ăn rất ngon, dễ làm. Và bây giờ mình sẽ làm nhân bánh. Ở đây mình có 1 phao tôm, nửa muỗng cà phê tiêu, 3 củ hành tím, 1 muỗng canh hành lá, nửa muỗng cà phê muối, dầu ăn, 1 muỗng canh bột bắp. Đây là 1 phao tôm mình đã lọc vỏ rửa sạch. Còn đây là 1 bó hành, khoảng 1 khúc, mình rửa sạch và cắt nhuyễn. Ở trong này chút nữa mình sẽ lấy ra 1 muỗng canh hành lá để chút mà mình nêm dầu nhân, số còn lại mình sẽ làm mỡ hành. Còn đây là tiêu, mình sẽ cần nửa muỗng cà phê tiêu nha các bạn. Tiêu này là tiêu hạt, mình đã giã ra rất là thơm. Còn đây là 1 muỗng cà phê bột ớt và bột màu đều. Còn đây là 1 muỗng canh bột bắp, 1 phần 2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh nước mắm. Còn đây là 3 củ hành tím cắt nhỏ. Bây giờ mình sẽ ướp tôm nha các bạn. Mình cho vào đây nửa muỗng cà phê muối. Và cái đến mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh nước mắm. Bây giờ mình sẽ nêm vào tôm 1 muỗng cà phê ớt bột. Ớt bột này nó the the, nó không có cay các bạn. Cái đến là gốc hành lá cắt nhuyễn. Rồi tiêu xay. Cuối cùng mình sẽ cho vào đây 1/4 muỗng cà phê màu. Màu này là màu đều đó các bạn. Người ta đã làm cái bột đó, rất là thiên nhiên, rất là tiện đó các bạn. Bây giờ mình sẽ trộn tất cả các nguyên liệu ở trong cái nhân tôm này lại cho nó thấm với nhau nha các bạn. Bây giờ nó thơm lắm rồi. Mình sẽ đem này là mình rim cho nó cạn nước lại đó các bạn. Trước hết thì mình cho 1 muỗng canh dầu vào chảo. Chờ chảo nóng thì mình sẽ cho tỏi vào. Hồi nãy mình quên nấu cái phần tỏi. Mình dùng 1 củ tỏi cho cái món ăn hôm nay nha các bạn. Bây giờ mình xào tỏi cho nó thơm lên. Rồi mình cho hành tím vào. Giờ mình rim nha các bạn. Mình rim tôm ở lửa trung bình. Khi mà tôm nó cạn nước lại là vừa đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh đường. Đường này là đường cắt trắng nha các bạn. Rồi mình cho thêm vào đây 1 muỗng canh bột bắp. Để cho cái nhân nó ráo đó các bạn, nó ráo nước đó, chút nữa cái bánh nó ngon. Các bạn thấy không nè, mình rim tôm nó cạn rồi đó, rất là thơm, nóng lắm các bạn, màu sắc thì cũng rất là đẹp nè. Cái phần nhân rồi, bây giờ đến phần bột. Công thức của phần bột là 3 khúc bột năng, nửa khúc bột sắn dây, 300ml nước, 1 muỗng canh dầu, 1/4 muỗng cà phê muối. Đây là 3 khúc bột năng nè các bạn. 3 khúc bột năng nha các bạn. Kế đến là 1/2 khúc bột sắn dây. Bột sắn dây này nó thơm lắm các bạn, mà ăn nó rất là ngon. Mình chế biến rất là nhiều món ăn khi sử dụng bột sắn dây này nè các bạn. Bây giờ mình sẽ trộn bột nha các bạn. Mình sẽ cho bột năng vào. 3 khúc bột năng nha các bạn. Kế đến 1/2 khúc bột sắn dây. Một phần 2 muỗng cà phê muối. Cho vào bột 1 muỗng canh dầu. Bây giờ mình sẽ tạo một cái lỗ để mình rót nước sôi vào. Nước này phải hạt sôi nha các bạn, mình dùng 300ml nước sôi. Các bạn quậy từ trong ra ngoài nha các bạn. Lúc này nước nó rất là nóng, các bạn không nên thọc tay vào ha. Bây giờ nước nó hâm ấm ấm rồi nè. Mình sẽ thọc tay vào mình nhồi bột cho thật là kỹ nha các bạn.
cái khâu nhồi bột này rất là quan trọng để quyết định bánh ngon hay không nha các bạn. Mình nhắc lại nha, muốn bột thành công thì mình phải dùng nước thật là sôi nha các bạn. Và mình nhồi cho thật là kỹ thì mình mới gói bánh được. Bây giờ mình chia khối bột ra làm 3 cục. Các bạn có thấy không, bột nó rất là dẻo mịn đó các bạn. Mình kéo ra được luôn á. Mình tạo thành những cái khối như thế này nha các bạn. Bột này mình làm rất là thành công. Các bạn làm theo mình thì sẽ thành công. Bây giờ mình sẽ ủ bột nha các bạn. Mình trùm cái khăn này lên. Rồi trong lúc đó thì mình dở ra. Mình ngắt từng cục rồi mình dò nhỏ nhỏ vậy nè các bạn. Nếu mà các bạn thích ăn cái bánh to hơn thì các bạn ngắt cái cục bột nó to hơn. Còn ở đây mình ngắt nhỏ nhỏ như thế này. Bởi vì nhỏ nhỏ vậy nè nhìn nó đẹp mà ăn nó ngon miệng nữa các bạn. Bây giờ mình tạo hình bánh nha các bạn. Bây giờ mình dùng cái cục bột này nè mình ép xuống. Rồi hai cái ngón tay cái mình xoay. Mình xoay cho nó tròn đó các bạn. Nó mỏng ở phía ngoài. Nó đều á. Bây giờ mình cho con tôm vào. Rồi mình để đồ đũa lên luôn. Mình kìm lại mình rút đồ đũa ra. Rồi mình xếp hai cái mí lại với nhau. Cái mí này nó phải mỏng thật mỏng nha các bạn. Bởi vì hai lớp bột nó chồng lên. Nếu mình không làm mỏng thì chút nữa nó sẽ bị dai. Các bạn thấy không nè. Mình do tròn lại ha. Rồi mình bóp nó tròn ra. Mình xoay xoay nó. Phía ngoài thì nó phải mỏng. Rồi mình cho con tôm vào. Đặt đôi đũa lên. Kìm lại, rút đôi đũa ra. Xếp hai mí dính lại với nhau. Các bạn thấy không? Xong rồi nè. Bánh rất là đẹp. Tiếp tục mình làm những cái kế tiếp nha các bạn. Mình làm nhiều lần để các bạn theo dõi mà làm cho được ha các bạn. Mình chia sẻ rất là thật lòng nha. Đó, mình cho con tôm lên ha. Rồi mình để đôi đũa lên con tôm luôn. Rồi mình chặn lại. Chặn tôm lại rồi mình xếp lại. Mình kìm lại mình rút đôi đũa ra. Xếp hai cái mí lại với nhau cho nó dính lại. Ép cho nó mỏng ra nha các bạn. Rồi bây giờ mình đã xếp bánh xong rồi các bạn. Những cái bánh nhỏ nhỏ xinh xinh rất là đều đặn. Các bạn cố gắng làm sao mà cho nó đều thì bánh nó mới đẹp mắt được nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi bắt cái nồi nước sôi mình nấu thật là sôi. Mình cho bánh vào. Mình cho từng cái một nha các bạn. Nếu mà các bạn thấy nước sôi quá đó thì các bạn hạ lửa xuống ha. Mình không có nên luộc bánh ở cái lửa lớn. Nó sẽ bị phình ra và bể bánh đó nha các bạn. Lúc nào cũng lửa nhỏ nhỏ riu riu thôi. Đủ để bánh chín đó. Các bạn nhớ thả từng cái vào nha các bạn. Nếu mà mình thả hết bánh vào một lượt thì bánh nó sẽ bị dính ha. Khi mà các bạn thấy bánh nổi lên là lúc đó bánh đã chín rồi các bạn. Các bạn nhìn nè, bánh nó nổi lên nó rất là trắng đẹp nè. Rất là đều đặn. Bây giờ mình vớt bánh ra thau nước để bánh nó khỏi bị dính đó các bạn. Các bạn cố gắng làm sao mà làm cho giống mình á thì bánh nó mới đẹp mới ngon được nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi làm mỡ hành. Ở đây mình có 3/4 khúc dầu. Mình nấu lên cho thật là sôi và sau đó mình cho hành vào. Mình làm vậy thì hành nó tươi, nó xanh, nó không có bị vàng đó các bạn. Hành nó thơm lắm các bạn. Bây giờ mình có mỡ hành xong rồi ha. Mình dùng cái mỡ hành này nè. Mình cho lên bánh rồi mình trộn lên. Mình làm vậy nè, bánh nó không có dính. Mà lúc ăn nó béo béo, nó thơm mùi hành nó rất là ngon đó các bạn. Các bạn nhìn nè, mình làm mỏng ghê nè. Nó ló nhân ra ngoài luôn đó các bạn.
bột nó rất là mịn. Bây giờ mình chia sẻ với các bạn cách làm nước mắm ha. Ở đây mình làm theo công thức 3 phần nước, 1 phần nước mắm. Mình dùng cái cốc 1 phần 3 đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh đường. Đường này là đường cắt trắng đó các bạn. Kế đến là 1 phần nước mắm. Hồi nãy mình dùng cái cốc đông nước á, thì bây giờ mình dùng cái cốc đó để mình đông nước mắm nha các bạn. Mình nhắc lại nha, 3 phần nước, 1 phần nước mắm với lại 2 muỗng canh đường. Bây giờ mình cho ớt vào. Rồi nặn chanh thêm vô nữa. Cuối cùng là mình cho tỏi vào, khoảng 1 muỗng canh tỏi. Cái lượng tỏi này thì các bạn cho nhiều hay ít tùy ý ha. Bây giờ mình có một cái chén nước. Các bạn pha nước mắm sao mà nó hơi mặn mặn, ngọt ngọt, hơi chua chua một chút, cay cay, thơm nữa. Để một chút nữa mình chấm với bánh mình ăn, rất là hấp dẫn. Bây giờ mình sẽ cho bánh ra dĩa. Các bạn nhìn nè, những chiếc bánh nhỏ nhỏ xinh xinh rất là đều đặn. Rồi có thêm mỡ hành lên trên nữa. Thơm phức hả các bạn? Còn đây là chén nước mắm nè. Bây giờ mình quậy lên để mình chan vào bánh. Các bạn có thấy hấp dẫn chưa nè? Bánh bột lọc rất là dễ làm, ăn ngon. Cái bánh này khỏi cần có lá chuối mình làm cũng được nữa các bạn. Làm cũng rất là nhanh. Các bạn làm theo công thức của mình thì sẽ đạt yêu cầu đó các bạn. Mình đã làm rất là nhiều lần, thành công rồi. Mình mới đem lên chia sẻ cùng quý vị và các bạn ha. Để tiệc, làm dưới số lượng nhiều thật nhiều các bạn. Rồi cái mình cho vào cái hộp, mình để ngay ngắn. Mình không nên để cái này đụng cái kia nha các bạn, nó sẽ bị dính lại với nhau. Mình để ngay ngắn xong rồi cái mình cho vào ngăn đá. Khi nào mình cần á, mình đem ra mình luộc. Rất là tiện. Cái bánh bột lọc này cũng nhiều người thích lắm các bạn. Các bạn mà làm theo đúng công thức của mình thì sẽ đạt yêu cầu đó các bạn. Và bây giờ, Tina xin tạm chia tay với quý vị và các bạn. Nếu thích, xin quý vị và các bạn vui lòng nhấn đăng ký subscribe, like, comment hoặc share để ủng hộ cho Tina nha. Tina rất cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video kế tiếp.